Xin chào tất cả cô bác anh chị và các bạn nha. Xin chúc tất cả cô bác anh chị và các bạn ngày mới tốt lành và thành công trong cuộc sống. Buổi sáng hôm nay Thành đưa dẫn các bạn đi xem đi chợ quê tại chợ An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình nha các bạn nha. Giờ Thành dẫn các bạn đi chợ xem có gì không, Thành chia sẻ cho tới tất cả các bạn trên khắp mọi miền đất nước nha. Chúc cho mọi người ngày mới vui vẻ. Bắt đầu Thành dẫn các bạn đi thăm chợ quê nha, khám phá chợ quê An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình xem có gì mới mà Thành chia sẻ gửi tới tất cả cô bác anh chị và các bạn nha. Đây là quê của Thành đây, mời các bạn theo chân Thành vào khám phá xem là chợ quê xem có gì đặc biệt không. Đấy, làng quê buổi sáng đây nha các bạn nha, không đông vui sầm uất như trong thành phố Hồ Chí Minh mình khác. Cảnh nhà quê đó, cảnh làng quê An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Khi xảy ra sự cố hư hỏng hoặc có các vấn đề vướng mắc thì khách hàng liên hệ trực tiếp với trung tâm chăm sóc khách hàng của tổng công ty điện lực miền Bắc thông qua số điện thoại 1900 6759. Đây là loa phát thanh trực tiếp của đài truyền hình xã. Cảnh làng quê bây giờ đường phố cũng sạch sẽ rồi nha các bạn, đừng nhựa. Có cây xăng luôn nha các bạn. Gần đến ủy ban trung tâm xã rồi nha các bạn. Đường phố An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Thành chia sẻ gửi tới cô bác anh chị và các bạn. Mong cô bác anh chị và các bạn đón xem và ủng hộ cho kênh YouTube Thành Channel nhé. Thành xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã yêu thương và đồng hành cùng Thành trong suốt thời gian vừa qua. Thành rất chân thành cảm ơn các bà chợ. Đây là trung tâm xã nha các bạn nha. Đây là nhà hội trường này. Đấy, cảnh gần xã An Đồng, Quỳnh Phụ mình đấy. Ở đây cũng đã có điện máy xanh rồi nha các bạn. Đó, điện máy xanh rồi đó. Và đây là sân bóng, sân đá bóng của xã nha các bạn. Đây là đài bia liệt sĩ tưởng nhớ những anh hùng đã hy sinh cho dân tộc này trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp. Đây là bắt đầu chuẩn bị vào cổng chợ nha các bạn. Bây giờ Thành dẫn các bạn vào trong chợ chơi, khám phá trong chợ xem có gì mới không. Đây là quán bán nhà thuốc. Đây là quán nhà thuốc. Chợ quê, đây là chợ Muộn, An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình nha các bạn. Đây là cảnh chợ Muộn, An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Thành chia sẻ cho tất cả. Em tưởng ai anh mới về à? Anh mới về chưa hôm qua. Anh Thanh Minh. Sắp được ăn tối chưa? Cũng đang chờ đợi đấy mà. Chưa biết là thế nào. Tại giờ nó đang học. Đây là cổng chợ.
Bây giờ Thành dẫn các bạn vào bên trong khám phá xem có gì đặc sản không các bạn nhá. Đây các cô các chị đã bán bông, bông đẹp lắm các bạn. Phần tiếp theo của chương trình mời quý vị và các bạn đón nghe thông báo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội kỳ chi trả tháng 4 năm 2024. Chợ quê cũng hàng hóa cũng tương đối phong phú nha các bạn nha. Quay lên để lên truyền hình cho nó chờ bán hàng đó. Đây là bác quay để lên đấy. Bác quay lên nha, bác coi lên Facebook nhé. hàng hóa bán cũng sung lắm nha các bạn nha. Các chị là bán trái cây. Cảnh chợ quê nha các bạn nha. Thành dẫn các bạn đi khám phá chợ quê. Đây là đặc sản chợ quê An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Bây giờ mới là 6 giờ nha các bạn. Cô bác họp chợ đã rất là đông mình nha các bạn. Chợ quê thì thường là chủ yếu là họp sớm, xong là cô bác anh chị các bạn, cô bác thì về đi lao động, rồi thì đi công ty xí nghiệp, rồi thì đi ra đồng lao động sản xuất. Đặt quê các bạn. Đây là chuối của quê nha các bạn nha, chuối sạch nha các bạn nha. Đấy. Không như chắc mua cây con. Anh nhìn xem con muốn nhận gì đã. Đúng rồi. Anh chợ quê rất vui nha các bạn nha. Đồng thắng các bạn. Cô bác à, mọi người chợ rất là vui vẻ. Đây các bác về quay chợ hả? Quen thầy ơi. Em tưởng quê đi hết rồi. Thầy giáo đẹp trai thế. Cô bác rất thân thiện nha các bạn. Người quê là thế, rất là chân tình và rất là thiệt tình, vui vẻ nha các bạn nha. Ai ai cũng vậy, rất là vui vẻ, thân thiện, rất quý khách. Đấy, bà đi, đấy, cô bác đang đi chợ đây. Đấy, bà đang ăn trầu ăn gì đấy. Bán ăn dưa. Đây chợ quê này các bạn này. Sau đó chợ quê đấy các bạn nha. Đây là đặc sản của những vùng quê. Quê hương Thái Bình nha, quê hương quê lúa Thái Bình nha. An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Trứng gà sạch nha các bạn này. Trứng gà sạch này. Chợ rất là vui vẻ, vui tính, hòa đồng nha các bạn nha. Người dân là như vậy đấy, rất thân thiện, những tình cảm chân thành. Lúc của anh là Thành Channel, quê hương Nếp Văn, An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Hôm nay Thành dẫn các bạn đi thăm chợ quê, đặc sản chợ quê, quê hương Thái Bình của mình, An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình.
chia sẻ tới tất cả cô bác anh chị và các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Về các người người và mọi cô bác anh chị buôn bán rất là vui tính, người dân là rất là thiệt tình, chân thành. Quê hương Thái Bình của mình đấy. Đấy, rất vui nha các bạn nha. Những tình cảm thật là một mặt chân thành, không có hoa lá, không có tính toán cho các bạn. Chợ nằm ngay bên cánh đồng như các bạn, bên kia là cánh đồng Ngô An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình, nhưng mà ở các nơi khác ở trong Nam thì gọi là bắp. Đó. Bắc là gọi là ngô, miền Nam gọi là bắc, mênh mông là bắc nha các bạn. Việc ăn ra cái đồng quốc là quay các bạn thấy không? Dân quê hương An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình của mình đấy rất là vui vẻ mà rất chân thành nha. Chợ rất đông nha các bạn, hàng hóa cũng bán rất là sung. Ôi trường ơi, đi ra xem có loại cá nào đặc sản không? Đặc sản là cá ở quê hương An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Không hơn kiêng. Các bạn ơi, đây này rau này, rau thơm này, rau thơm của quê đây nha các bạn nha. Trời ơi, rau thơm thơm lắm mà. Cái này là không có thuốc nha các bạn nha, rau thơm sạch, ăn thơm, ăn thử nhá, ăn thử một cái xem nó có thơm không, thơm hơn ở trong kia. Đấy, thơm lắm các bạn ơi, chất lượng hàng sạch. Đấy. Không phải rửa luôn. Không phải rửa luôn. Không có thuốc nha các bạn nha. Bà cân con chỗ này một nửa đây bà. Đấy, các bạn thấy này. Chuối như thế này. Bà cân nửa hết bao nhiêu bà cân. Một trái cả đất thôi. Sạch nha các bạn. Không có thuốc nha các bạn nha. Không có một chút thuốc nào nha các bạn nha. Đấy, các bạn nhìn rau sạch với này rau thuốc nó khác nhau. Rau bí, đây là rau bí, cà pháo này các bạn này, cà pháo, cà sạch, cà sạch. Trường ơi có mua này về nấu ăn không? Trường ơi mua này về nấu nấu được. Mai nấu. Không ai làm được ra thì giảm lên. Vâng, thế mọi người. Người dân An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình mình rất vui tính và rất thân thiện nha các bạn. Không hoa lá. Rau các bạn. Quay ăn đây. Đây xin giới thiệu với các bác. Hàng trái cây của anh này, ông chủ trái cây rất vui tính nha. Đây là với trái cây gì ra để giới thiệu cho mọi người thấy mua chung này. Trái cây Đức Thảo đấy. Đức Thảo, đây. Trái cây Đức Thảo nha, các bạn nha. Xoài Nha Trang. Xoài Nha Trang. Đồng Quỳnh Phúc. Xoài Nha Trang. Các bạn thấy không? Trong năm Bình Thuận, Xoài Nha Trang. Lưu Nam Hoan. Không thiếu cái gì nha các bạn. Dưa Long An nó về tới Thái Bình. Nhãn thì đắt nắc. Nhãn đắt nắc. Sản dưa Long An này. Đấy. Long An nó về đến đấy. An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình, quê hương mình rồi đây. Xoài Nha Trang đây. Xoài Nha Trang này các bạn này. Đang qua. Các bạn thấy không? Đấy. Nhãn đắt nắc. Đấy. Đầy đủ tất cả các mặt hàng nha các bạn nhỉ. Còn đây là nhãn đắk lắc này các bạn này. Thanh chia sẻ đấy các bạn, nếu mà có đi chợ mua An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình thì ủng hộ cho vựa trái cây Thảo Đức. Rau nhiều.
nhiều mặt hàng nhé các bạn. Hôm nay Thành đi sớm để dẫn các bạn khám phá chợ quê, ăn sản chợ quê. Dạ. Đúng là chợ quê rồi. Đúng chợ quê rồi. Người dân thì rất thân thiện nhé các bạn nhé. Rất tươi cười, rất thân thiện. Thành có đi quay một số chợ mà một số người thì đấy, rất vui tính nha. Chợ quê đẹp lắm, người dân thì thân thiện, bán hàng thì toàn hàng rau sạch như các bạn. Rau sạch đây này, đây ông rau, đây là rau đây, rau đây này, phải mua ngọt lắm. Rau tơi, ăn rau ngon. Rau sạch rau nó có khác với này, rau ở các thành phố lớn, thì có thể là có thuốc, nhưng mà chợ quê mình thì hầu như là đa số hàng sạch nha các bạn. Người dân là rất thật tình và vui tươi vui vẻ nha các bạn. Đây là một số tình nguyện chia sẻ tới các bạn. Đây là trái bí nha các bạn nhé. Các bạn đây là bí, bí ở ngoài Bắc đại bí này, như thế này đấy các bạn này. Nhưng nó không ngắn và nhỏ như ở bí ở trong Sài Gòn. Sài Gòn bí nó khác. Làm cá cho có gì, cá có gì, cá thì làm sao đó, cá sạch, chủ yếu là cá sạch. Quay cái gì đó này, đây, đây ăn tôm một cá đấy. Xin giới thiệu các bác, đây là tôm sông, cấp sông nha các bạn nha. Đây, tôm sông đây, hàng đặc sản đây. Không phải nơi nào cũng có đâu nha các bạn nha. Đây, hàng đặc sản các bạn. Thưa các bạn, đây là đặc sản quê nha các bạn này. Đấy vơ đi thôi, vơ đi chị, đấy em vơ chứ, em vơ lúc cũng nào cũng hết đúng đấy. Tân phục nữa. Đây là con chê các bạn này. Đặc sản quê hương mình nha. Chim thái nào. Dạ vâng ạ, dạ vâng. Còn bác, các bác có biết đây là gì không? Cá trạch đây nha các bạn nha. Trạch quê, trạch đây là trạch quê, trạch đồng nha các bạn. Đây là trạch trạch quê, trạch trạch đồng nha các bạn nha. Đây, các bạn đây là rô đồng nha các bạn nha. Rô đồng đấy. Rô đồng chính hãng nha. Còn đây là cá giếc. Quê mình gọi là cá giếc, còn quê khác thì không biết gọi là cá gì thì mình không biết. Cá chi. Đây. Cá nốt chỗ này. Cá sạch đây các bạn ơi. Nấu cà chua. Toàn hàng đặc sản nha các bạn nhá. Ăn cái này. Bà chủ bán cá để nó chắc nha các bạn. Chép. Giờ quê mà chân mà chân mổ không chịu đấy. Cá chép đi nhiều ký. Trời ơi, 15.000 ăn cá chép đúng không? Đấy, các bạn thấy không? Chợ quê trá cá rẻ lên như vậy đấy các bạn nha. 15.000 hai con cá chép. Đây, bà này đây đang lựa mớ cá này đây các bạn này. Cá sạch các bạn đây. Đây là cá mương. Cá mương ở ngoài quê mình gọi là cá mương. Cá mương sông sạch đấy các bạn nha. Được rồi. 15.200 cá chép to.
đúng là công tác quê. Nào, thả tim đây. À, quê rất rẻ, không chợ. Quá rẻ. 5.000 triệu. Cá sông nha các bạn nha, xin giới thiệu với các bạn đây là cá sông nha, cá sạch nha, 100% hàng đặc sản chợ Mộ An Đồng Quỳnh Phụ Thái Bình nha các bạn nha. Quay cần người nó cứ bắt. Ôi, một người kín hơn. Ừ, trời ơi sao mà chợ mà cá gì mà rẻ thế cơ, 15.000 hai cá chép. Hai vợ chồng ăn 3 ngày không hết. Ai ai mua cá rẻ thì về chợ mua đây này. Đây này, ai mua cá rẻ thì về chợ mua An Đồng Quỳnh Phụ Thái Bình nha. Này, các bạn nhìn thấy không? Cá gọi là quê mình gọi là cá mương. Cá mương cá sạch nha các bạn nha. Cá mương cá sạch. Trời ơi, sướng cái đời. Cái đời. Trời ơi, không phải lúc nào có được nha các bạn nha. Hàng sạch rất hiếm các bạn nha. Bên đây là cá lóc à. Cá lóc chị sợ nó không dễ ra trên này. Chị ơi, cái cá này nhiêu tiền ký hả chị? Đây ạ. Ừ. Cá này cá tây nốt từ đấy cho bác 50.000 một cân. Ủa trời, cá này cá sạch 50.000 đồng một cân rồi các bạn này. Đây rẻ bằng cái có 20.000 thôi. Như con tép. Rẻ đây là rô đồng, rô tự nhiên này nha các bạn nha. Anh ơi, ăn sộp rồi, mớ sộp này về mà là cá lóc này về mà làm trẻ anh, cá to. Đây, rô đồng. Các bạn thấy không? Cá rô này nhiêu tiền ký hả chị? Cái này là 10.000 một lạng. 10.000 một lạng bằng 100 đồng một cân. 100.000 đồng một cân cá rô. Cá rô đồng người đồng luôn. Rô đồng.